5 công dụng bất ngờ của kem đánh răng không phải ai cũng biết. 1. Nếu răng ố vàng và nhiều cao răng, cho một ít kem đánh răng vào bát, cho thêm muối nở, giấm trắng, sau đó nhúng bàn chải đánh răng vào dung dịch rồi đánh. Sử dụng cách này 2 đến 3 tuần để đánh răng, răng của bạn sẽ trở nên trắng sáng và sạch, vôi răng hiệu quả. 2. Ốp lưng điện thoại bị ố vàng, hãy cho một ít kem đánh răng, nước rửa chén, muối và giấm trắng, sau đó ngâm khoảng 10 phút và rửa sạch ốp điện thoại, sạch sẽ như mới. 3. Nhà vệ sinh có mùi hôi, hãy dùng kéo cắt bỏ một góc nhỏ kem đánh răng, sau đó bỏ nó vào bồn cầu để khử mùi hôi và vi khuẩn nhanh chóng. 4. Tương dính vết bẩn cứng đầu, cho kem đánh răng, cho thêm xà phòng và nước rửa chén khuấy đều, sau đó nhúng khăn vào dung dịch, lau vết dơ, bức tường sẽ được làm sạch nhanh chóng. 5. Bóp một ít kem đánh răng, cho thêm giấm trắng, khuấy hỗn hợp đổ vào bình lắc đều, sau đó xịt lên vết dầu mỡ trên bếp, bếp của bạn sẽ sạch bong sáng bóng.